Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị, xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Xin chào các bạn khán giả yêu mến của Tin Mới. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đặc biệt quan tâm đến công nghiệp quốc phòng. Chỉ chưa đầy nửa tháng sau ngày khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày 15 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị thành lập phòng quân giới tiền thân của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Ngày nay, sau khi thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ cần cấp và quan trọng nhất của chúng ta lúc này là việc quốc phòng đánh giặc trước hết phải có vũ khí. Lịch sử mấy nghìn năm chống ngoại xâm để dựng nước và giữ nước đã chứng minh, ông cha ta luôn chú trọng đến hai yếu tố cơ bản là con người và vũ khí. Ngay từ nhà nước Văn Lang, người Việt đã biết chế tạo nhiều thứ vũ khí lợi hại để đánh giặc. Thời Âu Lạc, người Việt đắp thành cổ loa, chế tạo nỏ Liên Châu, nhiều lần đánh lui cuộc tiến công của quân xâm lược. Thời nhà Lý đã chế tạo thang mây, máy bắn đá. Thời nhà Trần chế tạo nhiều loại thuyền chiến. Cuối thời nhà Trần, đầu thời nhà Hồ, ông cha ta đã có bước nhảy vọt về kỹ thuật khi chế tạo và sử dụng thành công hỏa khí. Nhà Hồ sáng chế ra thần cơ săn pháo. Đến thời vua Quang Trung, nghĩa khí quân Tây Sơn làm ra hỏa hổ, hỏa đồng, hỏa cầu Lưu Huỳnh. Ngày nay chúng ta đã được hòa bình, tự do nhưng vẫn còn đó. Những thế lực bên ngoài luôn nhăm nhe lãnh thổ của nước ta. Quân đội của nhân dân Việt Nam vẫn ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng ấy. Cùng với đó là nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong những năm gần đây đã có những tiến bộ vượt bậc. Việt Nam đã tự chế tạo được nhiều vũ khí mới đẳng cấp quốc tế, khiến nhiều nền quân sự thế giới ngạc nhiên và được một số quốc gia đánh giá là hình mẫu đáng tham khảo cho các nước khác để xây dựng cho riêng mình. Vậy Việt Nam ta đã làm được điều gì mà khiến cả thế giới nghiêng mình nể phục như vậy? Hãy cùng Tin Mới đi tìm hiểu hàng made in Việt Nam chất lượng cao như thế nào nhé! Trong hơn 70 năm qua, việc đẩy mạnh xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, nâng cao tiềm lực quốc phòng an ninh của đất nước đã góp phần từng bước hiện đại hóa, nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng như tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tổ chức lực lượng công nghiệp quốc phòng được củng cố, kiện toàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của quân đội và ngày càng gắn kết hòa nhập với công nghiệp quốc gia, chất lượng nguồn nhân lực công nghiệp quốc phòng không ngừng được nâng cao. Hiện nay với đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Tổng cục, hơn 600 đồng chí có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và hàng nghìn kỹ sư được đào tạo cơ bản trong và ngoài nước, có trình độ kỹ năng và phương pháp công tác tốt, giàu kinh nghiệm, khả năng nghiên cứu, sáng tạo độc lập, tiếp thu và làm chủ công nghệ chuyển giao là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng. Đặc biệt, trong 10 năm qua, một chặng đường không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đã đánh dấu những bước chân thần tốc và sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Ít ai ngờ được trong thời gian này, công nghiệp quốc phòng nước ta từ chỗ chỉ sửa chữa nhỏ được các loại vũ khí nhất định, sản xuất được một số loại trang bị có hàm lượng công nghệ thấp, đã lớn nhanh như thổi, phát triển nhanh chóng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước phát triển vững chắc, năng lực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật của công nghiệp quốc phòng Việt Nam đột phá, làm chủ công nghệ sửa chữa, cải tiến và sản xuất nhiều loại vũ khí, trang thiết bị thế hệ mới, công nghệ cao, hiện đại, góp phần đảm bảo cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, hiện đại hóa quân đội. Không những thế, bên cạnh việc sản xuất vũ khí, trang bị phục vụ nhu cầu trong nước, công nghiệp quốc phòng Việt Nam còn định hướng đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm made in Việt Nam ra nước ngoài nhằm phát huy tối đa hiệu quả của các dây chuyền sản xuất, duy trì tay nghề cho đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật, đồng thời tạo nguồn lực tài chính để tái đầu tư cho phát triển. Một trong những yếu tố làm nên điều thần kỳ của công nghiệp quốc phòng nước ta đó là thông qua hợp tác quốc phòng với Israel, lần đầu tiên Việt Nam có một dây chuyền sản xuất súng bộ binh tiên tiến có tính đồng bộ cao và tự động hóa tại nhà máy Z-111 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Dây chuyền hiện đại bậc nhất thế giới này chẳng những sản xuất được những dòng súng mới theo thiết kế của Israel mà còn cho phép công nghiệp quốc phòng Việt Nam đạt những nền tảng đầu tiên cho việc phát triển các dòng súng bộ binh thế hệ mới của mình. Đầu tiên không thể không nhắc tới súng trường tấn công vươn tầm thế giới. Trên cơ sở công nghệ mới nhất được chuyển giao đồng bộ từ A đến Z,
chúng ta có thể thỏa sức nghiên cứu và chế tạo nhiều dòng súng made in Việt Nam khác nhau, đáp ứng nhu cầu đặc thù về địa hình, khí hậu và thể trạng người lính cũng như nghệ thuật quân sự Việt Nam. Và chỉ một thời gian ngắn sau khi đưa vào vận hành, nhà máy Z111 đã cho ra đời GK1, GK3 là hai mẫu súng được dán nhãn của Việt Nam có đẳng cấp thế giới đầu tiên và hoàn toàn với người Việt tự thiết kế, chế tạo. Các dòng súng này đã có mặt tại triển lãm quốc phòng ISO Defense 2018, có thể thấy rõ một điều là cả GK1 và GK3 đều được phát triển dựa trên sự thừa kế những ưu điểm của hai dòng súng trường tấn công Gali ACE-32 và súng tiểu liên AK. Đây cũng là điểm khiến hai mẫu súng trở nên đặc biệt khi các kỹ sư quân sự Việt Nam khéo léo kết hợp hai vũ khí hàng đầu thế giới là Nga và Israel vào trong một thiết kế duy nhất. Chưa dừng lại ở đó, mẫu súng mới không chỉ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chiến thuật của mẫu súng trường tấn công hiện đại mà còn phù hợp với địa hình và khí hậu khắc nghiệt ở Việt Nam. Cũng cần phải nhắc lại rằng, rất nhiều mẫu súng trường tấn công hay tiểu liên trên thế giới trước khi thành danh đều từng trải qua bài kiểm tra khắc nghiệt nhất tại rừng núi và sông ngòi ở Việt Nam, và chỉ cần vượt qua được thử thách này thì chúng có thể sống tốt ở bất kỳ chiến trường nào. Minh chứng rõ nhất chính là cuộc so kè một mất một còn giữa M16 của Mỹ và AK-47 do Liên Xô chế tạo. AK-47 đã tỏ ra vượt trội về độ bền cũng như độ tin cậy khiến lính Mỹ cũng phải bái phục. Nếu nhặt được, chỉ hận là không có anh trai để dùng. Chế tạo vũ khí bộ binh là nền tảng cơ bản nhất của bất cứ ngành công nghiệp quốc phòng nào trên thế giới. Thế nhưng không phải vậy, quốc gia nào cũng sở hữu khả năng tự thiết kế và chế tạo các loại súng bộ binh, bởi năng lực này chỉ có một số cường quốc quân sự. Việc chúng ta có thể thiết kế và chế tạo gần như toàn bộ các mẫu súng bộ binh lẫn đạn dược đi kèm phục vụ tốt nhu cầu trong nước, thậm chí là cho xuất khẩu, đã chứng minh được năng lực cũng như sự phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong những năm qua. Chưa dừng lại ở đó, Việt Nam cũng nghiên cứu và phát triển các loại vũ khí khác phù hợp và cần thiết với quân đội ta như hỏa thần diệt tăng RPG-29, súng chống tăng RPG-29 do Liên Xô sản xuất và được sử dụng trong biên chế nước này từ năm 1989 tới nay. Việt Nam đã nhập số lượng lớn súng bên cạnh việc mua giấy phép để sản xuất trong nước. Được biết, Việt Nam đã sản xuất thành công loại súng chống tăng cực nguy hiểm này trong khoảng 5 năm trở lại đây. Phiên bản RPG-29 do Việt Nam sản xuất có tên gọi là SCT-29. Ngoài việc tự sản xuất được súng, chúng còn tự sản xuất được đạn và định danh là DCT-7. Các chuyên gia nhận định hàng của Việt Nam sản xuất có thể vô hiệu hóa các loại xe tăng hiện đại nhất thế giới hiện nay. Trên cơ sở phóng sự của truyền hình quốc phòng Việt Nam về dự án phát triển tên lửa Made in Việt Nam, trang tin quân sự tiếng Nga Topwa vừa có bài bình luận về những bước tiến mới của công nghiệp quốc phòng nước ta và đánh giá việc Việt Nam chế tạo thành công nhiều loại tên lửa bằng nguồn lực trong nước để sớm gia nhập câu lạc bộ tên lửa thế giới. Theo đó, bất kỳ quốc gia nào tiềm lực tài chính đủ mạnh và ít bị tác động bởi các yếu tố chính trị thì đều có thể dễ dàng mua sắm một số loại tên lửa có sẵn trên thị trường thế giới. Từ tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, tên lửa diệt hạm, thậm chí cho tới cả tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, để sở hữu công nghệ chế tạo và sản xuất ra tên lửa lại là vấn đề hoàn toàn khác. Không phải cứ quốc gia lắm của nhiều tiền nào cũng có thể nắm được. Hiện nay, bí quyết công nghệ chế tạo tên lửa đỉnh cao chỉ có một số quốc gia sở hữu được mà thôi. Có thể kể đến là Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia phát triển khác. Tuy nhiên, những công nghệ hàng đầu như vậy thường sẽ được quốc gia sở tại giữ bí mật tuyệt đối, rất hiếm khi chia sẻ, trừ khi có những thỏa thuận đặc biệt. Nhưng thật ngạc nhiên, Việt Nam đang có những bước tiến thần kỳ để rút ngắn khoảng cách với các cường quốc bằng chính nội lực của mình. Trong bộ sưu tập hàng khủng Made in Việt Nam làm cả thế giới ngạc nhiên trong những năm gần đây, phải kể đến một loạt tên lửa, trong đó có tên lửa tầm thấp. Hiện nay Việt Nam đang cùng lúc triển khai song song hai dự án chế tạo và sản xuất tên lửa phòng không tầm thấp, gồm dự án sản xuất tên lửa ILA-1 SA-16 và TL-01, trong đó ILA-1 đã đi vào sản xuất từ vài năm nay. Riêng TL-01 là hàng độc quyền của nước ta, tên lửa chống tăng KCT-15 do Việt Nam sản xuất có thể được áp dụng những công nghệ mới nhất trên phiên bản Uran-UE. Việc sản xuất thành công tên lửa chống tăng KCT-15 đã góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội nhân dân Việt Nam, giúp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Trong bài phỏng vấn trên VN Express nhân dịp Việt Nam công bố sách trắng quốc phòng, Thứ trưởng Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết một số sản phẩm do công nghiệp quốc phòng Việt Nam chế tạo đã xuất khẩu như súng trường, vật tư, vật liệu quốc phòng, thuốc nổ. Ông cũng tiết lộ thêm rằng có những vũ khí công nghệ cao chúng ta tự nghiên cứu, sản xuất đạt kết quả nhất định, dù chưa bày lên mâm để trình diễn hay giới thiệu, nhưng cũng tự tin khi cần có cái để dùng.
Như vậy, có thể khẳng định rằng bên cạnh chủ trương xuyên suốt là ngoài việc đảm bảo vũ khí, trang bị cho yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội ta, thì xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng và an ninh đã coi là trọng tâm và được tính đến từ lâu. Trên thực tế, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu hết sức ấn tượng để có những bước đột phá lớn hơn, tham gia sâu trên thị trường vũ khí quốc tế. Thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải quảng bá vũ khí có tốt đến mấy, nhưng công tác giới thiệu sản phẩm, xúc tiến bán hàng không tương xứng thì những hợp đồng xuất khẩu sẽ không tự nhiên mà có. Và cú hích lớn đầu tiên đã được công nghiệp quốc phòng Việt Nam thực hiện một cách hoành tráng khi đưa những sản phẩm tinh hoa vũ khí made in Việt Nam giới thiệu tại triển lãm Indo-Defense năm 2018. Lần đầu xuất ngoại của vũ khí Việt Nam với sự tham gia của các loại súng bộ binh radar, máy thông tin liên lạc, tàu quân sự cùng nhiều loại khí tài đạn dược nổi bật đã khiến giới quan sát quốc tế có cái nhìn khác và tích cực hơn rất nhiều về năng lực chế tạo và sản xuất vũ khí, trang bị của công nghiệp quốc phòng nước ta. Chắc chắn trong thời gian tới, công nghiệp quốc phòng Việt Nam sẽ còn tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa công tác quảng bá vũ khí, trang bị made in Việt Nam tại các hội chợ triển lãm quốc tế quy mô lớn nhằm chuẩn bị cho những bước phát triển lớn. Tiếp theo đó là xuất khẩu vũ khí. Các bạn thân mến, video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Tin mới cảm thấy vô cùng tự hào. Người Việt ta tài giỏi chẳng kém gì các nước phát triển trên thế giới đúng không nào? Các bạn nghĩ sao về những vũ khí của nước ta tự sản xuất hiện nay? Hãy cho Tin mới biết thêm suy nghĩ của các bạn bằng cách comment ở phía dưới nhé. Cũng đừng quên like, share và subscribe cho kênh của chúng mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!